thầy chiêm chút, trong nhiều xây sang gì giai nhị cao phủ nhị kích trận hoàng truyền sa mạc bắt đầu là cổ đại cái cự nhân địch gia cái thạch tượng X, anh nhị hạng rồi. Giao đầu, phải đi sao? Không được, không phải đợi mẹ mẹ đâu. Tôi đi là anh hùng lại rồi. Là siêu nhân à? 所有队员听住，大家要同三位超人合作，同心合力，将所有怪兽打低。最黑暗嗰位黑暗嘅力量，系咪封印西尔高古嘅力量啊？竟然有八位超人为咗保护人类而战，一切嘅起源就系光之巨人，转到进入第五阶段。香港各个 CEO 发出紧急通知，唔同嘅超人分别喺五个城市出现，同怪兽战斗。呢个就系迪迦同超人嘅力量啦！一定会再见呀，X 超人X 大电影，我们的超人来了。